Ây da, sư huynh bán dáng gì ghê thế? Hả? Ao bán dáng đẹp thế? Dạo này hình như là lại tóc để về một bên ấy, một mái đấy. Ừ. Lao rồi chả vậy à? Do mà. Tóc hình như dạo này bớt trắng hơn rồi nhỉ? Hôm nay thì ăn mặc cũng bảnh ba ra vết đấy, còn dép quai nữa đây này. Ê, anh đeo quả dép quai này vào nhìn trẻ hơn chục tuổi đấy anh ạ. Ừ, sau bao nhiêu ngày mưa không đi vào bản với anh em ở nhà thấy buồn không? Ờ, ấy đồ im đồ phi lò nà bế chỉ mùa hao rẻ rồi lại ô nhoi này bùa tiệm mua cái nhua xa đó chỉ nè hả? Cô mà mua cái hộp tôm té là lò nà chỉ bao mùa nhưng mà sử dụng mua xuyên mua xa lần tao thế mà ô tiền nhau kìa. À, giờ anh Ly bảo là trong cái thời gian vừa rồi thì là thời tiết không ủng hộ anh Ly tí nào luôn. Nên là nửa đi lại ở chỗ nhà người yêu là không đi được. Nên là anh Ly cứ ở nhà như kiểu là ở đâu ấy, nên là không ở được. Không ở được á? Nên là anh Ly bảo là trời ngày nắng thì không biết bao giờ mới nắng. Thay đổi, nghĩa là anh Ly là thay đổi một cách rất là rõ ràng của bác ạ. Bây giờ thành một cái con người là chững chạc hẳn luôn, ăn mặc rồi các thứ đúng chất gọi là thanh niên. Nhìn thay đổi như những cái đợt trước anh em chưa vào thì so với bây giờ thì nó khác xa một trời một vực rồi các bác. Cô bác thân mến, ba anh em hôm nay đang có mặt chỗ đường lên nhà em dìa con. Anh Ly chào ông bà đi nào. Anh chào ông bà, ông chú bà thật nhà sức khỏe. Đúng rồi. Đấy, dạo này đi với anh em là cũng có sự mạnh dạn hơn rồi. Hôm nay quay trở lại nhà em rìa con thì cũng có một cái nội dung rất là đặc biệt của bác ạ. Hôm nay mang đến cho gia đình rìa con những cái món quà cực kỳ là lớn. Đấy, đây là ba tải ngô của bác nhé. Đó, một tạ 500 cân. Đấy là một tạ rưỡi đấy. Một tạ rưỡi. Một tạ rưỡi ngô. Một cái món quà của một cô giấu tên ở bên Mỹ có gửi tặng cho gia đình. Đấy, và đặc biệt hơn nữa là có một cái tin mừng, tin vui rất là lớn cho gia đình rìa con nữa từ cô giấu tên ở bên Mỹ này nữa. Đây có lẽ là những cái món quà và những cái động lực không có gì lớn bằng cho bà con ở trên vùng cao này nói chung và đặc biệt hoàn cảnh gia đình em rìa con nói riêng. Nhưng những tập phim anh em vào chia sẻ thì ông bà cô bác cũng biết rồi. Đấy, nhà thì không có nương, mỗi người một phương một nơi để mà đi ở đợ làm ăn kiếm sống thôi. Cô ở bên Mỹ có gửi tổng cho Xuân Thiệu là 8.078.000 của bác ạ. Trong cái khoản này thì cô cũng có dành tặng là 1.500.000 cho gia đình rìa con để mua ngô. Đấy, đây là một tạ rưỡi ngô của bác nha, hôm nay anh em đã mua vào đây rồi. Và 400.000 cho nhà và ca mua đồ và có 400.000 có dành anh Ly khuyết tật mua đồ nữa. Đấy, anh Ly ạ. Cô cũng dành cho gia đình mình là 400.000 để mua đồ nhá, hôm nào vào thì em mới mua được nhá. Dạ. Thế lấy tiền hay lấy gạo? Ấy chắc gì? Gạo và bao gì? Bao. Thế mà vẫn cứ ở. Tôi tin là họ tiền thóc này mới được bao lâu này cô một lắp vào xe cho cô tàu cho lo dùng mỏ nó. Tí giờ có dùng xe thì ở giờ có dùng chú sẽ có xài họ từ nó. Giờ thế cũng được. Anh Ly bảo là lần sau anh mua gạo cho thôi. Thế thì em mới bảo là chỉ mua gạo vào cho anh thôi, chứ còn cho anh tiền thì anh lại đi tiêu linh tinh hết thì bây giờ ngô chưa được thu nhỉ. Và có dành tặng em gì là 200.000 của cô ở bên Mỹ. Em hả anh? Đúng rồi. Anh Ly ơi, hôm nay mình vui quá. Thế của anh Ly thì hôm nào em sẽ mua gạo vào cho anh thôi nhá. Và thật thế mà mua chu đỏ giả. Ít tuần này sẽ để mua chu cà đồng. Đúng rồi. Thì còn cô cũng dặn là 1.500.000 để mua ngô cho gia đình. Thì hôm nay anh em mua vào đây rồi, một tạ rưỡi, được một tạ rưỡi của bác ạ. Đó. Và còn dư lại thì sẽ dành cho nhà dì con một cái tin vui rất là lớn. Cụ thể cái tin vui này như thế nào để tí nữa anh em lên sẽ thông báo lại cho gia đình và cho ông bà cô bác được biết sau cô bác nhé. Đấy, bây giờ thì Xuân Thiệu cũng thay mặt cô là trao lại 200.000 của cô có dành tặng em dì nhé. Dạ, đây, vâng. Của cô dành tặng cho em đây. Em xin ai cũng có phần nhưng mà riêng phần anh Ly thì quy đổi thành gạo hết rồi. Anh Ly à,
Tí nữa em sẽ đưa anh 100 nhé. Ở đây có tờ 200 là em sẽ không xẻ ra được. Thôi anh em đi với nhau thì tí nữa còn đổ xăng các kiểu nữa. Nói chung là anh đi với em thì cũng không có xe. Toàn hầu như là phần đa là em gì em lai đi thôi. Nên là cũng để cho em ấy đổ xăng. Anh em mình đi anh ạ. Nhá. Cũng cảm ơn cô ở Mỹ rất là nhiều. Bây giờ thì cũng mời ông bà cùng theo anh em mang cái món quà cực kỳ lớn này lên trao lại cho gia đình. Thế nhưng mà bây giờ ba bao này mỗi người một bao có vác được không? Anh đi có vác được bao này không? Chắc là không được. Hả? Vâng ạ, sang là em cũng cảm ơn con một chút. Cháu gì cũng thật sự hôm nay rất là vui nhận được cái phần quà của cô cháu á. Không biết phải nói thế nào nữa cô ạ. Đây là một cái động lực rất là lớn đối với anh em trong cháu. Cháu xin chúc cô thành sức khỏe và luôn may mắn trong gia đình ạ. Rồi. Vâng. Anh Ly ơi. Anh thử xem là có nhấc được cái bao này không? Mỗi người một bao nhé anh Ly nhé. Ông phải xin theo một thế nào? Bên như kể là bên người yêu ấy. Thử gái xem nào. Anh thử gái xem nó có mạnh bằng thứ nhất cái xem. Thiết tiền này một chuyện này. Thiêu xin. Ừ. Xin chưa? Ấy dữ. Nó sử dụng tiền đâu anh ạ. À, vấn đề. Thôi đi đi gọi nhà xuống để mà hộ lấy. Bằng này thì anh em cũng không thể mang đi hết được. Ba bao cơ mà, mỗi bao 50 cân cơ mà. Làm sao vác được. Một tạ rưỡi. Lắm. Một tạ rưỡi cơ mà. Ngô bây giờ nó vào đầu vụ thì là nó nghĩa là chưa vào vụ ngô thì họ bán là 10.000 một cân à. Còn ví dụ những cái ấy thường thường là bà con ở trong bản này họ bán bao nhiêu? Ở đây thì một tải này hình như là nhớ không nhầm là hơn 500.000 hay sao? Hơn 500.000. Vâng. Hơn 500.000 á? Vâng. Thì đây một tải này cũng vào 500.000 đấy. Vâng. Hình như là hơn hay là cũng tần đấy cũng gọi là lâu lắm mà tần này thì là bà con có ngô này thì là sẽ không mua nữa. Nghĩa là ăn được thì bà con cứ tận dụng thôi. Còn nhưng mà mấy tháng trước đó thì là hình như là 520 hay 500 mấy đấy. 520, 530 một tải này. Vâng, nghĩa là vào mười mấy ấy, 11 hay 12 gì ấy. Vâng. Đại khái là cái ngô này thì nó rơi hơn thì cô cũng có trao đổi qua chỗ thân thiệu bảo là cái ngô thì cho gia đình làm mền mén ăn cho nó được được lâu dài thì cô bảo là mua ngô cho gia đình. Đấy, thì xuân thiệu cũng thay mặt cô là mua vào đây rồi. Bây giờ Anh khá là số anh Ly với lại anh ở đây chờ em thôi. Em chạy đi nhanh hơn anh Ly đi. Anh Ly cứ ở đây thôi nhá, không đi đâu. Anh là cứ chỉ việc ở đây thôi. Em chạy về lên trên này. Xin chào. Hay rồi, thế một mình thôi ư? Bố mẹ đâu? Đây rồi anh ạ. À, đây. Cả nhà ở nhà đấy. Cả nhà nhá. Đây rồi. Xin chào. Ông bà vẫn còn ở nhà đây. Em đi, em bảo là cứ mỗi người một cái quả táo đi. Mỗi người một quả táo. Sao là số dưới này khác chào bác nhá. Vâng, xin chào. Hồ là đấy. Vâng, chào cô nhá. Mỗi người một cái quả táo thế này á. Đấy, hôm nay rất là chúc mừng gia đình nhá. Hôm nay gia đình có cái món quà cực kỳ lớn của một cô ở bên Mỹ có gửi sang cho gia đình. Đấy, đây là những cái bao ngô đây. Bao ngô gọi là ở đây là 150 cân ngô, nghĩa là một tạ rưỡi nhá. Đấy, ba bao đây để dành tặng cho gia đình, gọi là trao cho gia đình ở đây luôn để mang về cho nó được tiện. Nó này tụi mấy tú này chè, nếu cú ba ý tụ nẹp bò nhá phần nào u, nếu mà tao bê sang bò cử tụa trò nè cho nẹ dì tú tao nó vì nít tao nhẹ hành thao lỡ. Chị nhóc hôn nó, bế chân nhóc hôn nó. Ý chồng nó chỉ to nè. Hả? Hả? Ít chục trăm bao á? Đấy ông bà với lại cả gia đình bảo là bây giờ ấy thì là gia đình đi làm một trong vòng một năm còn không được bà này. Trong vòng một năm không được bằng. Đi làm thêm một năm còn không được bà này ngô. Đấy, thế bằng này ngô là mang về cả gia đình là khả năng là sẽ ăn được một quãng thời gian rất là dài rồi. Nó như vậy, ở một tổ bốc lòng thì mỗi cho bốc cứ tôi đón này chỉ nên cụ chỉ tạm mua rò rồi. Cho nên chỉ để tạo nên nó hay rồi nên muốn chạy trồng rò đó chứ chỉ mua không nên nói ông bảo là đi làm một năm thì người ta nghĩa là đi làm ấy, người ta chỉ cho ăn bữa thôi chứ không có mang về. Không có mang về gì. Bác dạo này có vẻ nhìn là gầy hơn hay sao ấy? Tại tổ chó một chỉ chuồng gì á? Rồi đến nữa chúng mua chín nồi rồi. Ông bảo là dạo này lại không có gì ăn mà lại ăn những cái đồ linh tinh nên là lại đi ngoài nữa rồi. Đi ngoài rồi à? Vâng. Thế thì ăn cái gì thì lắm mà đi ngoài được. Ông nói chỉ có một tập rán ý. Nướng ngò các kiểu nên là chắc là kiểu là như thế là bị cháy đê thâm các kiểu á. Có cho nhẹ đi trà, có một tập rán thì ta nè.
tôi học đây đó. Có nhớ nhớ nên là chỉ muốn chỉ nói thì lại cho nên tốt là còn nói nhau lại. Nói nhau là nhau. Ừ. Mua em mua cây tổ xía đây hiện tại rồi. Tổ xía. Giờ mua cây tổ xía thì cho giờ nên nhau chỉ muốn chỉ nói thì nhớ nhớ tạo dù làm thì rồi chỉ muốn hết chỉ nói trong mua cây mua mua đây này, dù trái lá thì dù hơi chỉ muốn chọn nói thì dù hơi chỉ giao đây thà trả nhở. Nên thế là không chịu chứ. Nên thế là sao lúc này rong thì sẽ chỉ tổ xe thao. Thế tôi thấy nhiều lo 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 thế chỉ thấu được làm này nhá. Chỉ muốn hỏi chỉ nói chỉ muốn tập trung. Sao tổ xe ó làm này à? Lúc rõ chỉ mua thế, rồi giờ tạm mua thế. Chỉ muốn rằng một chỉ tạo nó. Đấy. Bây giờ ông rất là cảm động trước những cái phần quà lớn của ông bà có bát trao cho gia đình. Đấy, ông cũng bảo là thời gian này thì nó gọi là chắc là gia đình cũng không có gì ăn ấy. Những cái ngô thì gọi là cũng chưa được làm mềm mén à. Thì là ông cũng chắc là ăn lấy về nướng này nướng nọ rồi là cũng không thành cũng ăn ấy. Thì là cũng ăn gọi là không hợp lý nên là cũng hay là đi ngoài. Với lại ông thì là cũng như kiểu là nghĩ là tổ thân ấy. Kiểu là bây giờ tần tuổi này thì là làm cái gì cũng không gọi là không thay đổi được nữa rồi. Đấy, nên là ông cũng rất là buồn và trước những cái phần quà như vậy thì là ông cảm giác là một cái gì nó gọi là trời cho ấy. Trời cho. Thì là ông phải nói là rất là xúc động trước những cái phần quà lớn trước mặt như này. Tôi xin. Tôi nhớ nào. Tôi rồi về. Đấy, rất là tuyệt vời. Cái ngô như thế này thì có lẽ là cho cả gia đình ăn được một quãng thời gian ít nhất phải tầm vài tháng trở lên rồi. Nếu mà bây giờ còn 3-4 người ở nhà như thế này bác ạ. Đấy, rồi, thả vào đi. Nó khi đâu nhỉ lá? Khi rong rồi. Tao nghĩ chuyện ăn xí đuối lại, chắc chó tôi xây tổ khôi. Các chó tổ khôi. Đấy. Không thì ấy ra. Để anh Ly hộ vác nữa thì mới hết được. Anh em Khéo một chuyến là còn không hết đấy. Cái này còn chưa được một nửa. Cái này còn chưa được một nửa thật. Nặng lắm em ơi, cái đấy nếu mà vác bằng đấy nó nặng lắm. Bớt ra thôi, bớt ra để mà cho cho cô điệu một phần với lại em gì ở kia được một phần. Có ba cái củi tấu phải không? Ba cái củi tấu. Ba củi tấu. Cái củi tấu này thì đổ cái đấy đổ cái ngô vào được mà. Đổ ngô vào được. Đấy, đổ cái ngô vào cho củi cái đấy về. Xong rồi nào về cũng làm mềm mén thì lấy cái này ra về làm trước. Em thì em làm một nửa thôi anh ạ. Như thế có nặng không? Được, em cố gắng đi. Thôi. Nhớ là tập em ok. Nhớ là tập em ok. Tập em ok. Cắt tỏ bếp mà kìa. Hai đẹp hả? Tôi xanh thì mỏ là mỏ. Rất mỏ. Thế thì em dì con vác được chỗ nào? Gùi được cái nào? Ôi em không thấy hả? Ôi lúc cả, ôi lúc cả đi. Không hết thì làm hai chuyện. Bố đi chơi bố tao luôn. Đấy, làm sao đấy anh đi? Anh đi bảo là làm khỏe vào đi. Cứ một anh đi hôm nay chỉ đau. Anh đi hôm nay chỉ đau á. Không được kì. Đấy, xem sư huynh nào. Đấy, sư huynh là làm thật đấy. Đấy. Ôi dồi, cái đây nè. Nào đấy, cái đấy phải 30 cân. Cái đấy á? Nhẹ nhẹ đấy, cái đấy thì nó cũng hơi nặng đấy. Đúng rồi. Đấy, xuôi vác bao nào? Áo cưa thì nhà gia đình cưa. Ủa. Ôi dồi, nặng em ạ. Còn cho đấy thì tí nữa xuống lấy mỗi người một ít. Được rồi, đi rồi. Ali khỏe lắm đấy. Ali khỏe nhé. Nào, mua.
Đấy, còn cháu nhỏ này là bây giờ là mẹ không đi là không đi. Thế thì còn một đứa con gái lớn kia đi đâu rồi? Chơi từ bên trái đi. Tú tú lộn đi. À, đi trông con cho ai rồi? À, đi trông con. Thì nó tốn mà kêu. Trông con cho người ta gì? Đúng rồi. Bây giờ có việc gì ở đâu là đi thôi. Để mà kiếm một bữa ăn thôi. Đấy, ngô người ta đây này. Đến lúc được thu khô mò hết rồi. Nhà mình thì đến vụ cũng chả có cái gì mang về thế này thì đúng rồi. Rồi, đến nhà rồi. Sao trẻ đó. Trẻ đó. Tớ tính thôi gì? Hả? Tớ tính. Khi tính thôi. Đấy, đúng rồi. Là xuống. Mở cửa ra gì ấy? Mở cửa ra cho nó sáng. Đấy, đúng rồi. Chế bà này nhờ lạ. Mở tí bà này, phá thịa tí bà này. Ôi, nóng quá. Nóng. Bằng này thì cả nhà ăn thì được mấy tháng? Nhà lâu. Hôm nay nó tạo trả lý. Tạ hôn. Tạ hôn nay con nó tạo trả lý. Tạo trả lý. Hả? Bết lì ô. Hả? Bết lì ô. Bết tạ hôn á. Ông bảo là nếu mà cả nhà ăn là 3 tháng đấy. 3 tháng. Vâng. Đấy. Mà nhà bết lì ô mà xem nó ý chồng. Tạ hôn nào thì. À, bé thì tự nhiên nó bé sẽ cứ bé sẽ cứ bé thì à, nè, bố đồ cái đó, ô đồ cái gì nó, cái cả, phát hiện nó ít phong, thế là nếu mà ở nhà chỉ có ông thì chắc là ăn năm không hết, ăn năm không hết thật, cái này nó nhiều thế này thì bác cứ thỉnh thoảng mang ra phơi nhá, tại vì là cháu không biết là lúc nào mới quay về được ấy thì thôi thì cứ mang về cho cả nhà thì cái ngô này nó để lâu được mà nó khô rồi. Nên mà, nếu không thì mà, em mua ăn tu chắc chắn mua một chỉ sao cho nó cho xí xíu, tất cả chỉ riêng mà cho xí xíu gì. Đấy còn một ít thì dìa chạy xuống lấy về nốt đi. À, tôi nhiều ấy, không phải là cái đâu, cho được tự nhiên là. Lấy gùi đi gùi về nốt đi. Còn lấy được hết không? Ai tao chỉ tao. Ê tao á. Lấy được. Đấy thành niên. Ít lúc cả, ít lúc cả. Không có nó đòn à, biết làm. Cổ cho xe á. Trời ơi, sao đeo cái gì đằng sau như thế kia? À, nhỏ thôi, không biết làm thôi. À. Đeo cái mõ à, cái gì đằng sau? Cái mõ sao anh ạ? Ừ. Ai làm cho cái này? Đấy, bây giờ có con dê cho nó ăn này. À, làm cái máng to ghê nhỉ? Đúng rồi, làm cái máng này tuyệt vời quá. Máng này đẹp lắm. Hả? Hả? Làm được không? À biết làm đấy nhỉ. Chứ các cháu ấy, bây giờ nhỏ nhỏ là cũng biết lấy ngô các thứ cho nó ăn rồi. Cái máng này là bác mới đóng à? Đúng nhỉ, nhiều hộ rồi. À, sáng nay bác vừa mới làm đấy. Sáng nay mới làm xong hả? Bác bảo là ăn vào hay cái xô kia nó váy lắm. Đúng rồi, phải làm cái này nó mới tận dụng được cái thức ăn nó rúi, nó con dê này nó ăn là nó hay rúi đi rúi lại là nó bị vãi ra ngoài là nó phí lắm. Công sức đi lấy về đấy này, con này sắp đẻ đến nơi đấy này. Ồ, con này úi căng thế nhỉ. Thấy lầm căng chưa? Cái lầm này cũng cũng hơi có rồi đấy. Hả? Không biết nhưng mà này là nó cũng no một phần thôi, nhưng mà kể ra này cũng ấy. Ta cho tôi cho cháu rồi, tôi thấy nó này. Như quả sim thế này á. Hả? Hả? À, ông bảo lấy cái con này nó ham ăn lắm. Đúng rồi. Vâng. Con này khéo là có chửa thì phải á. Con đấy là chửa chắc chắn rồi. Vâng. Chắc là phải ông ạ. Hả? Ông bảo là chắc là hình như có chửa nữa hay sao ấy. Đúng nó rồi. Căn lắm. Thế là thỉnh thoảng thả đi hay sao mà vẫn còn đeo mõ cho nó thế này? À, cho một nó giá hồ một cái chữ đầy đâu nè. À, phải ông ạ. Ông bảo là cái mõ này để
đánh thức cho mình 3 đêm. Đánh thức cho mình 3 đêm á? Nghĩa là 3 đêm mà nghe thấy cái tiếng mõ này còn thì là vẫn còn. À. Và tiếng mõ này không còn nữa thì hãy phải đứng dậy luôn á. Phải dậy kiểm tra luôn đúng không? Chỉ non cho là mấy sao chụp kia. Đúng rồi, đúng rồi. Bác làm bài này là đúng 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 kiểu đấy. Nghe thì mày giò không? Bác này là cũng biết chăm dễ. Thôi đi vào nhà đã bác. Ngoan chứ. Ngoan chứ. Tuyệt vời. Đấy, những cái con vật nuôi mà nó phát triển được tốt hay không thì cũng do cái bàn tay con người chăm sóc. Nếu mà biết chăm sóc thì nó tốt, mà không biết chăm sóc thì là nó sẽ kém đi. Vâng. Vâng, ai da, bác. Rồi, cháu xin nhé. Vâng, cháu cảm ơn nhé. Vâng, bác để xuống cho. Đấy, thế tên hai con trai lớn kia có hay về thăm gia đình không? À, nhà nào? Ồ, tụi mình tốt rồi, để bộ khen là xua ổ lần này nè. Một quân này giò gì là? Một mồ là? Thế ông cũng bảo là đi làm thuê ở đâu rồi? Lâu lắm mà không thấy về rồi đấy. À, thôi kệ người ta thôi. Đấy. À, thế thanh niên đúng rồi. Khỏi thế anh Lý à, đỡ. Để cho, hiểu đó. Từ từ đấy. Từ từ thôi. Anh đi khỏe thế. Vậy như nào? À, tụi mình tu thì ô tô mình tu, ô tô thì mình tu là chỉ đi lo, chỉ đi phát tài, chỉ nếu cũng muốn đi cá liền thì xin mày rồi. Chỉ ở lần ấy, ở nhau chỉ mua chỉ nói chỉ. Xin rồi, chỉ cứ đồng ý có tiền mà, họ đâu sợ cái nuôi về nữa. À, ông cũng bảo là đúng rồi, bây giờ cũng kệ hai đứa để đi làm. Sẽ là có gửi được đồng nào về cho ông để ông giả nợ các kiểu không, nhưng mà vẫn không thấy là hầu như là năm nào đi làm cũng trả được cái gì về. Trả được cái gì về. Vâng. Kiếm được cái mồm mà đã tốt lắm rồi. Đấy. Ông thiết tạo lúc hành giao xí hả? Ừ, à, chỉ xí mà. À. À. À, ông bảo là bây giờ cũng kệ thôi, bây giờ đi kiếm cái mồm cũng không được như vậy, về nhà cũng phải ăn cái mồm cũng phải ăn ấy. Đúng rồi. Cũng ăn bất phần đi rồi. Đấy, còn cô nữa, bây giờ có con dê rồi, mới lại có ngô đây rồi, cứ ở nhà hộ bác để mà chăm con dê thôi. Mùa này thì nói chung là cũng không có việc gì để mà đi giúp người ta nữa đâu, đúng không? Ít nữa ra thì vào vụ thu ngô thì chắc là mới có việc thôi chứ. Vâng. À, Pao. À, tụi mình tốt là hãy tiền đến nhau chú ấy chỉ ra. À, cụ lòng thôi là nhỏ, thôi là hãy rất nhông rất chỉ ra. Bác là tốt rồi chỉ đi. Ờ, chỉ thấp một vòi phải lại với. Nhớ trên thì trong thôi. Đấy. Cô cũng bảo là nếu mà cô về nhà cô cũng sẽ giúp ông là đi lấy cỏ bò, cỏ dê về cho dê. Đúng rồi. À, nhưng mà hầu như là về là nào cũng thấy là con ít ở nhà thì phải. Chứ thì không có gì ăn thì mấy mẹ con đưa nhau để kiếm ăn thôi. Vâng. À, thế hôm nay nhá, hôm nay thì cháu lên trên này, cháu sẽ trao cái món quà là một tạ rưỡi ngô của một cô ở bên Mỹ có gửi tặng cho gia đình để cho gia đình có cái lương thực mà dùng nhá. Thứ hai nữa là có một cái tin mừng nữa cho gia đình, cũng của cô giấu tên ở bên Mỹ này dành tặng cho gia đình. Đó là cô sẽ hỗ trợ thêm cho gia đình là một cặp dê nữa để mà nuôi phát triển kinh tế nhá. Hôm nay thì cháu vào đây sẽ thông báo cho gia đình để cho gia đình để tiếp tục đi tìm lấy hai con dê nữa để mà mang về nuôi. Giờ nào nông đi chè tổ tiên lòng này tôi hôm nay chè bỏ tao thì có chè cho nhà hàng cho mình nhiều chè cũng một con chè có hôm nào nãy giờ chè mua đi được phao nào u cu ba đó có ít gì chỉ cho các sợ tổ chức có tiền của lúc nay thì vào mang thế có chỉ cho nhà cho tôi khán chè cho mình nhiều là phim mù là tại lý sao chúng mình thiếu có chè có họ nhỏ chè có cho nhà chè cho ít bọn này có xong rồi có chỉ mua hỏi chỉ chè thằng này có từ tổ xí đấy có nhiều xí lúc nay toàn thế nào à phao rồi phao tổ chỉ đó con tròn tròn này nhở, đã phao tổ chỉ đó này nè, chỉ chỉ con thật tổ chỉ à,
sao chị lại thì là bỏ có rồi tụi nhuận chùa thì chỉ muốn này lú nè mỗi ban này tôi rồi chùa chỉ mua thì giống như co tôi chỉ mua này lú nè mỗi ban này là chùa chỉ mua ban này nhở chùa tranh mình nhuận chùa nhở tôi nói tôi uống thì không mình tên là chỉ muốn này bác có uống mình tả chỉ muốn này bác có gì sao chị hát tổ sĩ thế có thể ta là chúng ta rõ nhở rõ để sao tổ sĩ hành con này tổ sĩ nó cái có bố mình là lúa chỉ hải đâu tụt bò tụt già đây đã mỗi cho các mấy chỉ chỉ tôi sẽ có tụt nào để tập đau tụt nữa sao mà to giờ ít gì tôi cũng nghe là đại gia ô nô tròn đà mà đi đi họ tao mình chỉ chỉ cho bố cứ chỉ lúc này họ chỉ ơi nó một thô rồi Ừ. Ê, dùng rồi là thầy giáo tới là lùa, chỉ là lùa giáo lùa chỉ mua này nhỏ. Ông cũng thật sự rất là xúc động trước những cái món quà lớn của ông mà có bắt đến với gia đình. Ông cũng bảo là không ngờ bây giờ lại được thêm hai con dê của các ông các bà nữa. Đây là nên là ông cũng bảo là mọi năm ấy hầu như là từ lúc ông bà gọi là ở bên nhau cho đến thời điểm này thì là không có con vật nuôi. Thì là thừa thừa chồng ngó ấy, thì là đi xin họ thì họ không cho. Họ bảo là thế lúc đi cắt cỏ bò các kiểu ấy, thì là ông bà ở đâu. Nghĩa là không giúp họ ấy thì là họ sẽ không cho ấy. Thì là nghĩa là ông cũng đi xin phân của người ta nhưng người ta cũng gọi là cho chỉ cho một hai nắm thôi. Chứ không đủ dòng cái nương của mình. Nên là mỗi một lần mở cái mò để đi xin của người ta thì là rất là khó. Người ta không cho ấy. Thì là ông cũng nghĩ được cái cảnh tửa như thế thì ông cũng rất là cảm động. Và nghe được cái phần quà lớn của ông bà con bác thì là ông cũng rất là mừng luôn, mừng đến nỗi là rơi nước mắt. Chỉ bóng xe chứ cháu cho cái hoàn nên cái trái đầu cái tổ xe thì ô thiên của nó này ô thịt tổ xe xa thì ra tổ xe tổ xe thì không chú ơi bác mẹ không bỏ mình chết xô nó ô thịt thì tổ khá chỉ mốt ô để nó lên dịa ra mà cho tổ lên我老在搞人，我知道的，只不过年头好多。老，而且他老在，古我那找到工么的，我那找到第四样。找到第二第四样。这里搞点鸟老大姐，么我就跑去叫他爸姐，嘛我在找到个包给伊搞点老大喏。搞的，找这些，到那不没多少钱。Ông cũng bảo là thật sự hôm nay ông không nói lên lời. Ông cũng bảo là từ bao đời nay cho đến giờ ấy, thì ông cũng sống trong gọi là sống trong bóng tối, sống trong cái tăm tối ấy. Thì là chưa có một ngày nào gọi là ông đem một cái nguồn ánh sáng cho ông cả. Cho đến thời điểm này thì là được ông bà có bác giúp đỡ, nào là thực phẩm, nào là con vật nuôi. Thì là bây giờ ông gọi là gần như là ông giống như là đã cho ông một cái cuộc đời mới. Và cho ông một cái nguồn ánh sáng mới. Là ông đã sống trong cái gọi là cái chỗ mà có ánh sáng. Chứ không giống như là bóng tối trước ông bà có bác là chưa hỗ trợ ông. Thì là ông cũng bảo là bây giờ ông tần tuổi này mới thấy ánh sáng. Thấy ánh sáng thì ông đã có tuổi rồi. Đấy này là ông cũng bảo là rất là buồn luôn. Cố gắng lên bác nhá. Đấy, bây giờ được các ông bà có yêu quý đến như thế thì mình phải cố gắng lên để vươn lên thì mới thoát khỏi cái cảnh đói nghèo được nhá. Cả cô nữa, bây giờ có con vật nuôi nhiều như thế thì để mà đi đâu làm cái gì giúp người ta thì cũng phải có cái thời gian về để ở nhà mà nom những cái con vật nuôi này để nó phát triển tốt thì nó mới tạo cho mình một cái nguồn kinh tế phát triển về lâu về dài được nhá. Phao nên đi chơi ao cua lần thời gian là nhau chơi chỉ thấy mà vào online cháu cháu nói chơi lần thời gian là tôi ớt bao tuổi chỉ đấy nè nên đi chơi ớt tuổi chỉ là bao tuổi chỉ là chơi là nhau chơi tức là một vua là rồi mà chỉ tao nói là chỉ tao nói phao gì thầu
yan da che chi cho pa na pa o ho na yo ye tao te chi mo no de ti mo ro o pa la ye mo de ro pa chi lo pa o tu o li o te lo tu che chu de na nhà lo ông cũng bảo là bà thì trước đó bà cũng không về đâu, đi suốt đấy. Ông cũng nghĩ là rất là tủ thân. Còn bây giờ bà cũng gọi là về ở với ông một thời gian, nhưng mà bà gọi là ở thì ở mà không ở thì bà cũng có thể đi lúc nào cũng được. Nên là gọi là cũng không cầu ông một cái tư tưởng, một cái suy nghĩ nhé. Nên là cũng rất là khó, cho dù nay vợ nay chồng nhưng mà mỗi người một cái ý nghĩ khác. Đúng rồi. Cái này nó cũng khó lắm. Vâng. Bây giờ kiểu như là bà cứ đi chiến biên nhiều như thế bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ kiểu như là cái tình cảm vợ chồng nó không được thắm thiết như xưa rồi. Vâng. Nó cũng có cái gì đó, nó có cái khoảng cách rồi. Vâng. Nhưng mà bây giờ thì cũng do cái hoàn cảnh gia đình đưa đẩy như thế thôi. Bây giờ nói chung là được như vậy thì cũng nên về xung về để cho nó được cái gia đình nó được đoàn kết đầm ấm lại, không đi nhiều như thế đâm ra là thành mỗi người một kiểu, đâm ra là mạnh ai người đấy đi. Vâng. Rất là khó. Kiểu là bây giờ bà đi như thế là kiểu là thành cái thói quen rồi anh ạ. thật chứ. Thói quen nên là gọi là về thì không có cái gọi là không có tình cảm vợ chồng nữa. Đúng kiểu rồi. Kiểu như thế à. Thành lạ mất rồi. Thành người dưng mất. Thế thì bây giờ ông bà có lời nào muốn nói với để cô ở bên Mỹ giúp đỡ nhau gia đình mình như vậy không? Pao tí chào lão. Nếu bố mình lo lúa chỉ chắc sáng theo ua cháu tù bó lào à giải bè nhá tàu nào ua nè tàu bán nè cho bố cử nhá tàu nông nọ thế bá ít gì chỉ à nè chỉ tàu ua nè chẳng nà thì nhà nào có bố mình lo lúa chỉ à khó xí á lo bố mình lo lúa chỉ xá thà cháu hát có lúc nâng kế cho nhẹ kế cháu sáng đá chỉ thì chỉ tàu nè có ua nè cháu cho khổng bình nông nọ nè tàu mô tôn đá chỉ có ua nè cháu mình chú mình chú mô chỉ có thả nên đá mà ừ tù bó rồi giá ô ô bá mình mò mình bê mình chú mình ngân trời bồn gió tuô ba mi chỉ tuô lô lô nãy sao đó lô sao đó rồi la la ba thâu tuô cho u nô cho cho nhẹ đàn cho nãy la la tuô sủ la la nhớ đê la la tuô tu tinh lão nên la la thâu tuô tiêu ao sao sao cháu cảm ơn ông ạ. Ông không bảo là thật sự là hôm nay là một cái điều, một cái ánh sáng mới, gọi là một cái mặt trời cho ông để chiếu cái con đường ông đi. Nên là ông không bảo là hôm nay thì nhận được cái phần quà thật sự là vô bờ luôn. Ông bảo là được cái lương thực phải nói là lia liện, và cái không chỉ có đó mà còn một đô dê đi theo nữa. Nên là ông rất là vui. Ông bảo là từ trước tới nay ông chưa được một phần quà là lớn như vậy, và đây là cả cuộc đời ông, và hình như là ông đổ đời thứ này. Nên là ông rất là cảm động luôn. Không biết là ý bà như thế nào thôi. Cô thật sinh chỗ lắm chị ấy. Hả? Thật sinh lắm à? Thật sinh lắm. Ừ. Ồ. Ồ, tụ bồ thế là tụ giàu. Nên nhớ bồ đào nhận nó nế đế lộ nế mà. Ừ, tao mò tao mi chế mi chú đô tao u cho nhẹ ô nhớ lúc mi chế cho nhẹ khó lá ô thế mà tao mi chế chú mi cảm mò tao cháu nó làm thành ô cho nhẹ ô bà là thấy ông khóc nhiều, bà cũng chưa khóc lần nào nha. Ừ. Theo lấy ra là bà phải gọi là nhớ ông một lần nữa mới phải. Nhưng mà bà cũng chưa thấy nhớ ông lần nào á. Ông buồn khóc nhiều là phải. Bà cũng cũng bảo là hôm nay rất là nhiều quà, bà cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Bởi vì bà thì đi như thế thành thói quen rồi, nên là bà là không có nhiều lời á. Không có nhiều lời, không có cảm xúc gì rồi. Không cảm xúc gì, còn ông là không nói rồi. Ông là cảm xúc liên liệu luôn. Đúng rồi. Cũng rất là tuyệt vời. Có lẽ không có gì lớn lao bằng những cái vòng tay nhân ái của các ông bà cô bác Mạnh Thường Quân gửi đến bà con ở trên vùng cao, và đặc biệt cô dấu tên ở bên Mỹ gửi đến gia đình nhà rìa con một cái món quà có lẽ là sẽ thay đổi hoàn toàn một cái gia đình của bác ạ. Đây có lẽ là những cái tình cảm, những cái công sức rất là lớn lao của cô dành cho gia đình, để cho cái gia đình từ gọi là từ ngày hôm nay trở đi sẽ thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống gia đình, để cho cái cuộc sống gia đình một ngày càng có cái sự phát triển đi lên, và tiến tới là sẽ giữ lại được cái hạnh phúc gia đình từ những cái khó khăn, từ những cái khổ, thì từ đó sẽ đưa đẩy đến những cái
hạnh phúc gia đình nó không được trọn vẹn. Đấy, những cái phần quà rồi những cái tình cảm các ông bà có gửi cho bà con lớn như vậy thì cũng giúp một phần nào đó cho cái sự êm ấm của gia đình về lâu về dài nữa. Cũng xin được cảm ơn cô ở bên Mỹ rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì anh em cũng đã thay mặt cô đã mang được cái phần quà vào đây rồi và cũng báo lại cái tin vui tin mừng cho gia đình rồi. Đấy, bây giờ thì có lẽ là anh em Xuân Thiệu và em Dìa và cả anh Ly nữa sẽ đi về thôi. Bây giờ nó cũng vào buổi chiều tối rồi các bác ạ. Đấy. Thế nhá, bác với lại cô thì cứ lại tiếp tục đi kiếm thêm một đôi dê nữa nhá. Đôi dê đẹp như đôi đang nuôi này thì càng tốt nhá. Ờ, nó đi chạy bé cho cứ đi cứu tốt cho đi nó sẽ giả lọt đấy phải không? Bé cứu cho cá mù chế, chế nên nhớ chế cho xe tổ chế tổ chú tổ chỉ đấy có một xe lịch tỉnh mua ổ tổ chỉ trong cao tên là mùa chế. Hai tụi mình tôi ưu tạo tôi yêu cho cá cho nên dùng. Chị bỏ cá mù tôi ổ tổ chỉ bỏ cá mù vò này. Ờ, chế hai tụi mình tôi yêu mà cho cá bao nhiêu tôi hả? Chị bỏ cá mù thế chứ? Chị bỏ cá mù thế. Ờ, ông cũng bảo là ông ấy gọi là ở nhà hay ở nhà nên là ông cũng không biết là đi tìm ở đâu mới có cái dê đẹp như hai con này. Nên là cũng phần lớn là nhờ cạnh vào anh em chúng cháu. Anh em chúng cháu đi thì thấy thì sẽ bắt thôi, còn cũng chủ yếu là gia đình đi tìm nhiều ấy, tại vì anh em chúng cháu không có thời gian đi tìm suốt ngày như thế được đâu nhé. Chê cho tao xem một chén này. Anh Ly mình đi về thôi nhé. Đi về thôi. Chê. Chê đấy nhớ phơi nhỉ lão. Thôi bây giờ để có lẽ là hai anh em cũng kết thúc cái video này thôi. Cũng hẹn gặp lại. Chê Ly là bé ở sân bay rồi. Xin chào. Xin chào. Hẹn gặp lại. Rồi.